Question 26. The difference between the nominal rate of interest and the effective rate is A. The nominal interest rate is what is specified in the actual loan. The effective rate is what the borrower actually pays in interest. B. The nominal interest rate is specified in the actual loan. The effective rate is what borrowers are paying for a similar property. C. The nominal interest rate is the rate proposed by the borrower in negotiations with the lender. The effective rate is what the lender wants the borrower to pay. D. There is no difference between the nominal and effective rates. Correct answer is D. There is no difference between the nominal and effective rates. The nominal rate is the stated interest rate stated in the loan documentation. The effective rate takes compounding into account to determine the actual rate of interest that is paid. The difference between the nominal and effective rates increases with the number of compounding periods during the duration of the loan. The nominal rate of interest is what is specified in the note. The effective rate is the actual interest rate paid by the borrower. Câu 26. Sự khác biệt giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế là A. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất được quy định trên khoản vay thực tế. Lãi suất hiệu thực tế là số tiền mà người đi vay thực sự phải trả tính trên lãi suất. B. Lãi suất danh nghĩa được quy định cụ thể trên khoản vay thực tế. Lãi suất thực tế là số tiền mà người đi vay phải trả cho một tài sản tương tự. C. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất do người đi vay đề xuất khi đàm phán với người cho vay. Lãi suất thực tế là mức mà người cho vay muốn người đi vay trả. D. Không có sự khác biệt giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế. Câu trả lời đúng là D. Không có sự khác biệt giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất được ghi trong hồ sơ vay. Lãi suất thực tế có tính đến lãi kép để xác định lãi suất thực tế được trả. Sự khác biệt giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế tăng theo số kỳ lãi suất trong suốt thời gian vay. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất được ghi rõ trong giấy báo nợ. Lãi suất thực tế là số tiền thực tế mà người đi vay phải trả.